Xin chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi trang truyền hình thành phố Bắc Cạn số tháng 6 phát trên sóng truyền hình của Đài Phát Thanh và truyền hình Bắc Cạn. Trang truyền hình kỳ này có phòng sự, Ban chỉ huy quân sự thành phố Bắc Cạn nâng cao chất lượng huấn luyện. Trước hết là phần tin. qua tri bộ cơ quan thành ủy đã đến trao 100 con gà giống cho hộ gia đình ông Triệu Đình Niết và trao tặng 72 mũ bảo hiểm trị giá 21 triệu đồng cho bà con thôn Nà Kẹn, xã Nông Thượng, góp phần để người dân xây dựng văn hóa giao thông, điều khiển phương tiện lưu thông an toàn. Đây là một trong những hoạt động của chi bộ cơ quan thành ủy trong thực hiện mô hình dân vận khéo giai đoạn 2021-2025 với nội dung tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên chi bộ cơ quan thành ủy giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thực hiện thoát nghèo bền vững. Trong giai đoạn đầu, việc xây dựng chuồng trại của gia đình ông Triệu Đình Niết được bà con trong thôn và đảng viên chi bộ cơ quan thành ủy hỗ trợ thực hiện. Đồng thời, chi bộ cơ quan thành ủy sẽ chủ động hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi để đàn gà phát triển tốt, giúp gia đình ông Niết sớm có thêm thu nhập. Ngày 17 tháng 6, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Dương Quang tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa SRI vụ xuân năm 2021. Mô hình được triển khai thực hiện tại 12 thôn tổ thuộc xã Dương Quang và phường Sông Cầu với quy mô 5 ha, trong đó xã Dương Quang có 311 hộ trên 9 thôn tham gia với diện tích 43,91 ha. Phường Sông Cầu có 45 hộ, 3 tổ tham gia với diện tích 6,09 ha. Các hộ gia đình được nhà nước hỗ trợ 70% giống lúa và vật tư thiết yếu gồm phân hữu cơ vi sinh, đạm, lân, kali. Tham gia tập huấn hướng dẫn kỹ thuật canh tác SRI, mô hình sử dụng giống lúa Việt La 20. Qua thực hiện, giống lúa Việt La 20 có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất trung bình đạt 62 tạ ha, có thể gieo cấy được cả hai vụ một năm. Mô hình này phù hợp với khả năng điều kiện thâm canh của người dân địa phương đặc biệt giúp người dân địa phương xác định được vị trí và tầm quan trọng của việc sử dụng phân vi sinh trong việc cải tạo tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thành thạo các khâu sản xuất phân hữu cơ vi sinh ngay tại hộ gia đình, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường canh tác. Vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Cạn trao 5 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Bắc Cạn để hỗ trợ thành phố có thêm kinh phí mua vaccine phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức hai đợt tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, đợt 1, đơn vị hỗ trợ 10 cơ sở y tế tuyến đầu trên địa bàn tỉnh với số tiền 50 triệu đồng. Đợt 2 này tiếp tục ủng hộ 30 triệu đồng qua kênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn và 40 triệu đồng qua kênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 8 huyện, thành phố. Đây là việc làm thiết thực của tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Cạn góp sức cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm 2021, đề án mỗi xã phường một sản phẩm tiếp tục được thành phố Bắc Cạn triển khai thực hiện để nâng cao giá trị sản phẩm trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, giúp người dân có thu nhập ổn định. Phần lớn các sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố Bắc Cạn thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, trong đó chủ yếu được các tổ chức sản xuất chế biến thành các loại đồ uống, thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng. Năm 2021, cùng với việc thành lập mới 4 hợp tác xã Thành phố Bắc Cạn tiếp tục triển khai tới các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân duy trì 11 sản phẩm ô cốp đã được tỉnh công nhận và nâng cấp các sản phẩm đã đạt tham gia nâng hạng sản phẩm. Ngoài ra, hướng dẫn hai hợp tác xã chăm sóc cây trồng vật nuôi theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm Việt Gáp, tuyên truyền hướng dẫn vận động các hợp tác xã, hộ gia đình thực hiện sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở tiếp nhận 10 phiếu đăng ký sản phẩm lần đầu tham gia chương trình ô năm 2021 địa phương tiếp tục hướng dẫn các cá nhân, tổ chức để xây dựng thêm nhiều sản phẩm ô cốp mới trên địa bàn. Thưa quý vị khán giả, Ban Chỉ huy Quân sự Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Cạn luôn quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm cho lực lượng này luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là một buổi tập luyện của các chiến sĩ tự vệ Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Cạn. Dưới nắng hè rát bỏng, thao trường chẳng có bóng cây che mắt, các chiến sĩ tự vệ thành phố vẫn hăng say luyện tập từng động tác điều lệnh đội ngũ, thực hành tháo lắp, các tư thế ngắm bắn súng một cách thành thạo, bài bản theo giáo trình. Dù là chiến sĩ năm nhất hay những đồng chí thường xuyên tham gia huấn luyện hàng năm, luôn có ý thức tự giác chấp hành nghiêm, giờ giấc, trang phục, chỉnh tề theo quy định. Đặc biệt để nâng cao chất lượng huấn luyện, các đồng chí tiểu đội trưởng luôn chú trọng hướng dẫn cho các chiến sĩ năm nhất thuần thuộc về yếu lĩnh, động tác, nắm được toàn bộ nội dung chương trình đợt huấn luyện đề ra. Qua mùa huấn luyện này, bản thân tôi và các đồng chí trong đội tự vệ ủy ban nhân dân thành phố đã hiểu rõ thêm về các chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực trong và ngoài nước. Qua đó, bản thân tôi và các chiến sĩ không ngừng học tập và thực hiện tốt các đội quy quy chế cơ quan cũng như là của đơn vị. Trong huấn luyện, ban chỉ huy quân sự ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo đúng kế hoạch theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương, tổ chức thực hiện đúng đủ thời gian chương trình huấn luyện theo kế hoạch. trong quá trình huấn luyện đã vận dụng sáng tạo giữa kỹ thuật với chiến thuật giữa lý thuyết với thực hành phù hợp với cách đánh sở trường của dân quân, chú trọng nâng cao tính cơ động của lực lượng tự vệ, tăng cường công tác kiểm tra kịp thời khắc phục những thiếu sót, tổ chức củng cố lực lượng dân quân sau mới huấn luyện tập trung huấn luyện riêng cho từng đối tượng với nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp phù hợp. So với những năm khác thì ảnh hưởng dịch Covid, cho nên là cái kế hoạch huấn luyện đã được kéo dài hơn so với cái thời gian so với những năm trước. Trong quá trình huấn luyện thì chiến sĩ tự vệ của đơn vị đã chấp hành mọi cái quy định của giáo án và thực hiện cái huấn luyện cũng như là bắn đạn thật. Trong thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ ở thành phố Bắc Cạn đã chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đồng thời, tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Qua cái nội dung huấn luyện ấy thì của chiến sĩ tự vệ tại chỗ của đơn vị tự vệ thì tinh thần và thái độ trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ tự vệ là bảo đảm tốt và nó thể hiện ở qua cái kết quả bắn kiểm tra ngày hôm nay và cái kết quả và kiểm tra về điều lệnh đội ngũ của các chiến sĩ. Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm giúp mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, kỹ thuật tác chiến, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống góp phần đưa dân quân tự vệ, ủy ban nhân dân thành phố vượt lên trở thành một trong những điểm sáng về công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Bắc Cạn. Quý vị khán giả vừa xem xong trang truyền hình thành phố Bắc Cạn số tháng 6 năm 2021 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.